Như Huỳnh mến chào quý khách. Bà khách ơi, thì lâu lâu em Huỳnh có một cái lô cực kỳ đẹp luôn giới thiệu với cả nhà mình. Đây là lô mai con quấn rễ. Và loại này cao trung bình là từ 60 cho đến 80cm. Mình có thể áp dụng mình trồng tàn thông hoặc là mình mình sử dụng cái bộ đế đẹp. Mình cắt ghép đó, mình ghép vào những mai giống. Thì khi mà em khảo sát đó, là em cứ lấy đại một vài cây, em moi ra thử đó, và để phơi ra cho cả nhà mình thấy nè. Thì cái này là nó nằm ở dưới cái lớp phân này nè cả nhà, nên thành ra là không có thấy rõ, nên là em moi thử ha. Moi thử một vài cây thì nó có được là hình trái bí nè. Đó, đây trái bí nè ha, hình quái. Rồi, có cái hình như thế này. Rồi đây, hình tựa như bông hoa mai. Đó, và cái kiểu hình như thế này nữa. Bí mà nửa bên. Đó, rồi cái hình này lò xo. Đây là bí. Đó, bí. Thì đây nữa cả nhà. Đó, có cái kiểu đế như vậy, đế rất là đẹp. Ở đây là trái bí tròn đều luôn nè. Đó, nguyên một trái bí tròn đều luôn. Em cứ moi thử, em moi thử đại nên thành ra là không có. Ví dụ như cây này đi, em nó nằm sâu ở dưới này nè mọi người. Đó, nên là thành ra là em cứ moi đại ha. Ví dụ như ngay cây này là hình gì đây, hai khía, bên đây nữa ba khía đó. Nên là cây em chỉ khảo sát một khoảng vài cây thôi, chứ không có làm hết như vậy. Nó cây nào cũng làm hết như vậy ha, tại vì khi mà quấn thì quấn lộn xộn đây đó, nên là các cái kiểu rễ như vậy ha cả nhà. Rồi cây thì trung bình đó, là em lấy bây giờ em sẽ đo thử kiểm tra như cây này đây. Em đo thử cho khách xem nè. Cây này có chiều cao là 63. Đó. Thì em lấy trung bình là 60 ha. Rồi cái cây này đi, cây này cao nè. Cây này thử coi bao nhiêu. Cây này là 97. Đó, em lấy cây này 97, cái số lượng 97 này thì ít. Đây nè, hãy thử cái cây này đi. Thử cây này. Số lượng 97 ít nha khách. Mình đa số là nằm ở này 90. Rồi, thử cây này coi. Như đây 80. Như vậy thì em lấy trung bình là từ 60 cho đến 90, 85-90 ha khách ha. Và cả nhà mình xem nè, cái cây thì là mặc dù cái lá của nó hơi xấu, nhưng mà nó có cành nhánh về chúng ta trồng tàn thông được. Rồi, cái chột bây giờ em sẽ cho khách kiểm tra cái chột cho cả nhà mình xem nha. Đây, cái này là nó cỡ đầu đũa mà mình không ăn cơm. Đó. Rồi, cái này to hơn được một tí. Cái này to hơn được một tí nè. Đó, to hơn được một tí. Rồi đây, đây thì là giữa cây đũa ăn. Như vậy á, là em sẽ lấy cái kích thước á, là từ giữa cây đũa ăn cho đến đầu đũa không ăn. Và cái cỡ mà lớn hơn đầu đũa không ăn thì nó không có nhiều. Đó, nó không có nhiều ha. Cái tay nó đều đều như thế này nè. Đó. Rồi, thì cây như thế này sẽ là 12.000 một cây. 12.000 một cây, và 30 cây thì là em ship. 30 cây trở lên là em đã ship. Nhưng mà em không bao phí, 100 cây thì em mới bao phí vận chuyển. Và 10 cây, 100 cây thì em sẽ tặng cho cả nhà mình 5 cây. Còn 50 cây em sẽ tặng 2 cây. Còn 30 cây thì em không tặng ha. Và đối với những cái cây này thì chính là mai vàng. Mai vàng chơi Tết rồi em ương hạt. Không biết được mặt hoa của nó chính xác là bao nhiêu cánh. Nhưng mà mình về mình trồng tàn thông thì với cái tàn như thế này là cực kỳ đẹp nè. Đó, cả nhà thấy ha. Rồi, khi mà chúng ta thấy mặt hoa nếu mà ok thì chúng ta sẽ để tầm tàn thông, còn không thì mình cắt ghép. Thì những cái hình như thế này, những cái cây nó như thế này thì em thấy cũng khá đẹp luôn. Cái lô này hãy mà khách cũ của em á mà có nhận rồi của Quỳnh thì cái lô này á, rất là thích luôn. Bởi vì nó có đủ kiểu luôn á. Cái này trái bí nè. Rồi, có cái hình thú nữa. Hình con thú dắt ngang nè. Đó. Đây có hình bí lòi lên nữa nè. Rồi ha, đây là nguyên một cái bệ bí luôn. Như vậy là nó có bí nè, nó có hình thú nè, nó có hình quái nè. Đủ kiểu hình dạng luôn.
Rồi 12.000 một cây, em xin nhắc lại ha, 12.000 một cây. Và cả nhà mình alo trực tiếp số điện thoại của mình, đó là 0949234525. Và em sẽ trực tiếp em chốt hàng và em gửi cho khách. Rồi, cây nó đều 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 như thế này nè. Đây ha, những cái cây nè, trời ơi. Đó. Rồi ví dụ như cây thế này. Rồi thì cái mẫu này đó, cả nhà mình thích thì alo em ha. Số lượng cũng có khoảng vài trăm cây. Rồi bên này thì em có cái mẫu này á, là giá cái kiểu đế á, cũng vậy luôn cả nhà, cũng là bí nè, bí nè. Rồi hình này hình con thú nè, hình bí lỗi nè. Đó, hình con thú nữa. Thì nó cũng có y chang cái bộ đế đó, nhưng mà cây nó thấp hơn, là từ 60 cho đến từ 50 cho đến là 80 70, 50 đến 70 cm. Đây, ví dụ cây lùm lùm như thế này. Giá sẽ là 8.500 một cây. Và 30 cây thì em sẽ bán, nhưng mà em không bao phí, cả nhà mình hỗ trợ phí giúp em. Còn 100 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển cho mình. Cái bộ rễ y chang như bên kia luôn, y hệt luôn, nhưng mà cái chiều cao á là nó từ 50 cho đến là 60. Từ 50 cho đến 60. Em kiểm tra cái đi. Bây giờ em sẽ đo cho cả nhà mình kiểm tra xem. Ví dụ như cây thấp nhất nè. Cây này đi. Đây 58, bây giờ cái cây thấp nữa đi. Cây này đi. Rồi, cây này là 50. Đó. Rồi cây này đi thử cây này coi. Cây này là 86. Thử cây nữa coi. Bảy mươi chín đó. Cây thì bây giờ em sẽ lấy trung bình là từ 50 cho đến là 70 thôi, 50 cho tới 70. Và có các cái kiểu đế nè, đây bí nè, đây là bí. Rồi đây cũng hình thú, hình quái nè, hình quái, bí quái. Rồi đây nha, đây bí tròn đều năm muối đó. Và khách ơi thì Quỳnh không có moi lên từng cây, Quỳnh không có moi lên từng cây. Em chỉ khảo sát được á là một vài cây như thế này, khoảng chục mười mấy cây lấy đại để mà moi lên thì nó hình dạng nó như vậy, và không có lựa được, em không lựa được ha. Thì kiểu đế nó đa dạng ha, nhưng mà có bí nha cả nhà, có bí và em không biết bao nhiêu trái, chứ là có bí đó. Cái này cũng không pha luôn, không pha, không trộn, và không có moi lên thử. Hình dạng nó đa dạng từ lúc mà quấn là như vậy luôn á cả nhà, có nghĩa là cứ lấy đại mà em moi lên thử thôi, chứ Quỳnh không có moi rồi pha trộn gì hết ha. Cái lô này bây giờ là nó như vậy. Rồi cây như thế này là 8.500 một cây hả, 30 cây em cũng ship mà em không bao phí. Rồi 100 cây thì em mới bao phí vận chuyển ha. Cây thì nó có cành nhánh, nói chung là mình trồng cũng khá cứng cáp á. Về cái chọt á, về cái chọt của nó là cỡ ống hút đến giữa cây đũa ăn. Đây ví dụ như có những cái cây này nè, nó cỡ ống hút à. Đó, cỡ ống hút à. Rồi có những cây á là giữa cây đũa ăn à. Đây cả nhà ha. Có những cây nó lùng lùng thì nó cũng được đầu đũa không ăn nè. Đó. Thì đa số là như vậy, mấy kiểu như vậy ha. Thì khách xem kỹ rồi mình có cái nhu cầu cái nào á thì mình alo em cái đó ha. Rồi. Thì cái vàng lá của nó nói chung á là nó cũng sung cây á. Nó cũng có lá da, lá già, lá khằn, nó cũng có lá non nè. Đó. Rồi khách thích thì alo cho em ha. Em mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.